Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Tri Thức Quanh Ta. Hãy cùng mình khám phá nội dung video ngày hôm nay nhé. Các bạn đã từng nghe qua cụm từ vi khuẩn HB? Mình đã từng có người nhà bị mắc bệnh liên quan đến những con vi khuẩn này. Và sau khi tìm hiểu thì mình thấy rất nhiều người cũng bị các con vi khuẩn này làm khổ. Vậy vi khuẩn HB là gì? Chúng có nguy hiểm không? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Trước tiên, mình xin định nghĩa một chút về các con vi khuẩn này. Vi khuẩn HB là viết tắt của từ Helicobacter pylori, là một loại vi khuẩn sinh sống và phát triển trong dạ dày của con người. Đó là định nghĩa. Nhưng các bạn có thắc mắc, ở môi trường axit như dạ dày, tại sao vi khuẩn HB có thể sinh sống được không? Theo các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, vi khuẩn HB tồn tại bằng cách tiết ra một loại enzyme gọi là urease, giúp nó trung hòa độ axit trong dạ dày. Nhắc đến enzyme, tiện đây mình giải thích một chút để bạn nào chưa biết có thể nắm sơ qua nhé. Enzyme là tên gọi chung cho các chất xúc tác sinh học, có thành phần cơ bản là protein. Nơi nào tồn tại sự sống chắc chắn sẽ tồn tại enzyme. Enzyme tham gia vào tất cả các hoạt động thiết yếu để duy trì sự sống như tổng hợp phân giải, vận chuyển các chất, đào thải, thải độc, cung cấp năng lượng, v.v. Ngắn gọn vậy thôi nhé, giờ mình xin quay lại chủ đề chính của video ngày hôm nay. Theo nghiên cứu thì Việt Nam có khoảng 60-70% dân số bị nhiễm vi khuẩn HB. Riêng một nghiên cứu tại Hà Nội, cứ 1.000 người thì có đến 700 trường hợp nhiễm vi khuẩn HB. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, 90% số người bị viêm dạ dày có xuất hiện loại vi khuẩn này. Nhiều người khi phát hiện bị nhiễm vi khuẩn HB thường lo lắng không biết vi khuẩn HB có gây ung thư không. Thực tế, vi khuẩn HB có thể dẫn tới viêm dạ dày mạn tính tiến triển và là nguyên nhân chính gây loét dạ dày, tá tràng, ung thư dạ dày. Theo nghiên cứu, có khoảng 1% những người nhiễm vi khuẩn HB có nguy cơ mắc ung thư. Một câu hỏi đặt ra là tại sao có nhiều người bị nhiễm loại vi khuẩn này đến vậy? Sau khi tìm hiểu thì mình được biết đây là một loại vi khuẩn rất dễ lây lan. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà có tới 60-70% dân số Việt Nam đều bị nhiễm loại vi khuẩn này. Vi khuẩn HB tồn tại trong nước bọt, mảng bám trên răng và khoang miệng của người bệnh. Do đó nó có thể lây truyền từ người này qua người khác qua việc dùng chung bát đĩa, hôn trực tiếp hoặc ăn uống chung. Không chỉ lây qua đường miệng, vi khuẩn HB tồn tại trong phân người bệnh nên có thể lây truyền qua tay nếu sau khi đi vệ sinh không rửa tay sạch sẽ, hoặc lây truyền qua các con vật trung gian như chuột, gián, ruồi, v.v. nếu chúng tiếp xúc với nguồn bệnh, sau đó lại bám vào thức ăn. Trẻ em là đối tượng nguy cơ cao nhiễm vi khuẩn HB. Thậm chí có những trẻ bị nhiễm HB khi mới 2 tuổi. Nguyên nhân do người mẹ thường có thói quen mớm thức ăn bóng cho con. Vì vậy các bạn có thói quen ăn uống chung đụng hay là việc mớm cơm cho con, theo mình thì hãy nên từ bỏ đi nhé. Tuy nhiên các bạn cũng đừng quá lo lắng, như mình có giải thích ở trên thì chỉ có khoảng 1% những người nhiễm vi khuẩn HB là có nguy cơ mắc ung thư. Thực tế, các nhà khoa học nhận thấy vi khuẩn HB trong một số trường hợp không hẳn có hại. Nếu không gây ra triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, nôn ói, thì sự có mặt của vi khuẩn HB giống như một vi khuẩn cộng sinh, đôi khi có một số tác dụng đối với cơ thể. Chẳng hạn, người nhiễm HB ít bị các nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng đường ruột, do HB tiết ra các chất ngăn chặn vi khuẩn khác phát triển. Ngoài ra, các triệu chứng trào ngược hay những bệnh lý về dị ứng như với phấn hoa, bụi phấn cũng giảm. Vi khuẩn HB là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư dạ dày thôi nhé các bạn. Chứ không phải ai mắc vi khuẩn HB cũng sẽ bị ung thư dạ dày đâu nha. Tiện đây, mình xin liệt kê một số dấu hiệu của người bị nhiễm HB để các bạn được biết nhé. Dấu hiệu thứ nhất là ở hơi, thứ hai đau bụng nhiều lần. Thứ ba, thường xuyên có cảm giác no, đầy hơi. Thứ bốn, buồn nôn. Thứ năm, giảm cân không rõ nguyên nhân. Người bị nhiễm vi khuẩn HB dạ dày
vấn lao động và sinh hoạt bình thường, nên đôi khi do tâm lý chủ quan mà không biết mình đã bị bệnh. Do vi khuẩn HB là tác nhân gây ra các cơn đau dạ dày mãn tính hoặc loét dạ dày, thậm chí ung thư dạ dày. Vì vậy, nếu các bạn thường xuyên mắc phải những triệu chứng trên, theo mình hãy nhanh chóng đi khám ở các bệnh viện uy tín, càng sớm càng tốt nhé. Như vậy, mình đã giới thiệu một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất về loại vi khuẩn HB. Nếu các bạn có thắc mắc gì hoặc chưa thực sự hiểu rõ về chủ đề này, hãy bình luận phía dưới video nhé. Mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.